Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn đang trở lại với bản tin của Tờ Bóng Đá. Kính thưa quý vị, trả lời cuộc họp báo trước khi trận đấu giữa đội tuyển Indonesia và đội tuyển Lào vào ngày mai, ngày 12 tháng 12 diễn ra, thì huấn luyện trưởng của đội tuyển Indonesia ông Sitejang có tuyên bố rằng đội tuyển Lào không có cửa trước đội tuyển Indonesia và nhắc một điều về tuyển quốc gia Việt Nam khiến cho cả Đông Nam Á có lẽ sẽ phải phì cười. Và thông tin tiếp theo đó là huấn luyện viên Kiệt Sắc sẽ đưa thủ môn của đội tuyển Thái Lan về câu lạc bộ Gia Lai. Đó là những thông tin chính trong bản tin của Tờ Bóng Đá ngày hôm nay. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với phần thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, huấn luyện trưởng của đội tuyển Indonesia ông Shin Tae-yong coi đội Lào là đội tuyển yếu nhất tại bảng B của AFC 2020. Vì vậy với ông thì một chiến thắng là một điều hiển nhiên dành cho đội tuyển Indonesia. Và điều ông yêu cầu các trò của mình đó là phải càng ghi nhiều bàn thắng càng tốt. Kính thưa quý vị, sau những gì mà đã thể hiện qua hai trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia ở những trận đấu vừa qua, thì đội tuyển Lào cho thấy rằng họ đã có những sự tiến bộ và cũng đã cố gắng rất nhiều. Thế nhưng những thiếu sót về mặt chất lượng của đội hình đã khiến cho đội tuyển này không thể tạo ra những sự khác biệt trước đối thủ rất mạnh hơn mình rất nhiều của bảng đấu B, đó chính là Việt Nam và Malaysia. Và quả thực là cũng khá đen cho đội tuyển Lào bởi hai trận đấu đầu tiên họ đã phải đối đầu với hai đối thủ cực mạnh và được đánh giá là ứng cử viên cho chức vô địch rồi. Vì vậy mà có thể nó cũng khiến cho tinh thần của đội tuyển Lào nó sẽ bị ảnh hưởng. Và nhìn vào kết quả và lối chơi của đội tuyển Lào vừa qua, thì ông Shin Tae-yong của đội tuyển Indonesia đã không hề khách sáo một chút nào. Và ông khẳng định luôn là đội tuyển Lào sẽ là phải khó điểm. Chiến lược gia người Hàn Quốc tuyên bố trước trận gặp đội tuyển Lào vào chiều ngày mai Chủ nhật ngày 12 tháng 12 rằng thật thành mà nói thì Lào thực sự là một đối thủ rất yếu, có thể nói rằng yếu nhất bảng đấu hiện nay. Xin lỗi thì tôi cũng không cảm thấy hay khi mà nói điều này. Thế nhưng thực sự họ cũng là đội bóng để thủng lưới nhiều nhất cho tới thời điểm hiện nay. Sức mạnh toàn đội của họ thì cũng thấp nhất trong bảng đấu B. Ở trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam thì đội tuyển Lào có xu hướng chơi phòng ngự rất sâu. Thế nhưng việc họ ghi được có 2 bàn vào lưới đội tuyển Lào cũng khiến cho tôi cảm thấy khá là bất ngờ. Có vẻ như họ chưa bung hết sức thì phải, hoặc cũng có thể hàng công của họ đang có vấn đề. Và sang trận thứ hai thì đội tuyển Lào đã cố gắng chơi tấn công hơn nhiều. Thế nhưng trước đội tuyển Malaysia thì họ đã để thủng lưới nhiều hơn. Do đó tôi chắc chắn tự tin rằng chúng tôi sẽ giành chiến thắng trước đội tuyển Lào. Tôi yêu cầu các cầu thủ phải luôn khao khát ghi bàn dù có thế nào chăng nữa. Một hoặc hai bàn có lẽ là không đủ. Còn bóng tròn thì tôi cũng không thể đoán trước được tỷ số là như thế nào. Tuy nhiên tôi muốn những cầu thủ ghi càng nhiều và thắng càng tốt. Vâng, và để nói về đội tuyển Indonesia thì họ cũng đã có thành tích đối đầu rất tốt trước đội tuyển Lào tại các kỳ AFF Cup. Kể từ khi mà AFF Cup được tổ chức vào năm 1996 thì Lào thường xuyên là đội bóng thất bại trước đội tuyển Indonesia. Bởi thì họ cũng đã từng hai lần gục ngã trước đội tuyển Lào với tỷ số 6-0 ở các kỳ AFF Cup năm 2004 và 2010. Thế nhưng ở gần lần nhất, đội tuyển Indonesia hãy nhớ rằng là họ chỉ có được một tỷ số hòa 2 đều ở AFF Cup 2012 của đội tuyển Indonesia này mà thôi. Và chính cái điều đó đã khiến cho đội tuyển Indonesia đã không thể vượt qua được vòng bảng. Và đó cũng là thành tích tốt nhất của đội tuyển Lào họ đã làm được khi mà đụng độ với đội tuyển Indonesia trên các mặt trận chính thức. Và thậm chí thì trong tính trận đấu giao hữu thì Lào lại có một thắng lợi với tỷ số 2-0 trước đội tuyển Indonesia vào năm 2009. Và theo ông Shin Tae-yong thì trước đối thủ Lào, đội bóng của ông sẽ chơi tập trung và bên cạnh đó thì chiến lược gia người Hàn Quốc cũng sẽ xoay tua đội hình để giữ sức cho các trụ cột trước trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam. Ngay sau đó, ông có chia sẻ rằng về việc chơi chủ quan và để thủng lưới hai bàn ở trận trước, tôi đã nói chuyện với những cầu thủ và yêu cầu của cầu thủ chúng tôi là họ phải tập trung hơn. Tôi rất khắt khe cái chuyện là định để thua những bàn không đáng như thế này. Hy vọng là trước Lào thì những cầu thủ của tôi sẽ không có những sai lầm và chúng tôi sẽ tận hưởng chiến thắng trước đối thủ này. Vâng, kính thưa quý vị, quả thực thì ai cũng biết và có lẽ là chúng ta cũng không phải là nhận định gì đó đúng không ạ? Ai cũng biết thôi. Đó là đội tuyển Lào hiện nay thì quả thực ai cũng biết. Đó là đội tuyển Lào yếu nhất tại bảng B. Thế nhưng để nói như ông Shin Tae-yong thì khẳng định 100% rằng đội tuyển Indonesia sẽ giành chiến thắng trước đối thủ này thì tôi nghĩ rằng đó có vẻ như là sự tự tin thái quá. Chúng ta hãy nhớ rằng là huấn luyện viên Park Hang-seo, đội bóng của chúng ta hiện nay là nhà đương kim vô địch. Thế nhưng trước trận đấu với đội tuyển Lào thì thầy Park đã nói gì? Chúng ta cũng đều đã nhớ đúng không ạ? Thầy nói rằng trận đấu đầu tiên luôn là một trận đấu khó khăn và ông cũng không có quá nhiều thời gian nghiên cứu đội tuyển Lào. Vì vậy mà ông vẫn coi đây là một ẩn số và đương nhiên là ông yêu cầu những cầu thủ của tuyển quốc gia Việt Nam phải thực sự cẩn trọng. Và như vậy chúng ta đều thấy rằng không có bất cứ một cái sự khinh suất nào của đội tuyển quốc gia Việt Nam với đội tuyển Lào đúng không ạ? Thế nhưng không thể hiểu nổi là huấn luyện viên Shin Tae-yong của đội tuyển Indonesia họ đương nhiên là hiện nay với một chiến thắng ấn tượng với tỷ số 4-2 trước đội tuyển Campuchia với hàng công cực mạnh thì với chúng tôi cũng nghĩ rằng là đội tuyển Indonesia họ cũng sẽ có kết quả tốt
trước đội tuyển Lào mà thôi. Thế nhưng với cương vị là một huấn luyện trưởng và lại có một phát biểu có thể nói rằng là tự tin thái quá như thế này, thì nếu mà Indonesia chẳng may có thể chân thì tôi không hiểu rằng là ông Shin Tae-jung sẽ chia sẻ câu chuyện gì sau khi mà trận đấu kết thúc. Còn thực tế thì với các chuyên gia, các cổ động viên không chỉ là của Lào mà thậm chí rất nhiều các cổ động viên tại Đông Nam Á thì cũng đều có chung nhận định, đó là đội tuyển Indonesia có lẽ cũng sẽ giành được 3 điểm trước đội tuyển Lào mà thôi. Thế nhưng sự cẩn trọng luôn là điều mà tất cả những cầu thủ, ban luyện và đặc biệt ở đây chính là huấn luyện trưởng cần phải truyền tải đến cầu trò của mình. Và điều đó sẽ khiến cho họ sẽ đá cẩn trọng hơn, cẩn thận hơn. Bởi dù sao thì với sự tự tin thái quá và khinh địch đối thủ thì ai cũng có thể dính những đòn hồi mạng thương mà rồi cũng sẽ phải trả giá cực đắt, đúng không ạ? Và nếu quý bạn đồng ý với ý kiến của tôi thì hãy để lại một like và một bình luận của mình về câu chuyện về phát biểu của Shin Tae-jung vừa qua khi nói với đội tuyển Lào nhé. Và thông tin tiếp theo thì chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn, đó là câu chuyện liên quan đến Hoàng Gia Lai. Và mới đây một thông tin tới từ Thái Lan, đó là Thờ Ban Thai có đưa một cái tên thông tin, đó là huấn luyện viên Kitasak đang muốn kéo thủ môn Kawin Thamsat Lachan về thi đấu dưới trướng của mình tại câu lạc bộ Gia Lai. Thủ môn sinh năm 1990 hiện nay đã không được chơi bóng nhiều khi mà sang Bỉ. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, huấn luyện trưởng của câu lạc bộ Gia Lai có chia sẻ rằng: "Tôi rất muốn cậu ấy sang Việt Nam thi đấu. Nếu tôi biết Hoàng Gia Lai có thể chơi tại FC Champions League sớm hơn thì tôi đã đàm phán từ lâu rồi. Hoàng Gia Lai có xuất ngoại binh châu Á cho nên là dự FC Champions League để cần có đội hình mạnh hơn. Bất cứ một cầu thủ nào cũng có thể có cơ hội để thể hiện. Tôi muốn ủng hộ họ để làm điều đó." Đó là những gì mà huấn luyện viên Kitasak có nhấn mạnh. Như được biết, hiện nay thủ môn Kawin của đội tuyển Thái Lan đang thi đấu cho câu lạc bộ OH Noven tại Bỉ từ đầu năm 2018 theo dạng trò mượn. Và tháng 2 năm 2020 thì anh đã đến câu lạc bộ Consadole Sapporo 1 năm vì đã không tìm lại được vị trí của mình sau khi bình phục chấn thương. Hiện tại thì thủ môn này đang nằm trong danh sách đăng ký thi đấu ở AFC 2020 cùng đội tuyển Thái Lan. Và hiện nay anh đang tập luyện cùng huấn luyện viên Alexander Booking tại Singapore cho trận đấu gặp Myanmar vào hồi tối ngày 1 tháng 12 vừa qua. Và nói về thủ môn của đội tuyển Thái Lan thì huấn luyện viên Kitasak đánh giá rất cao cậu học trò cũ của mình rằng: "Kawin vẫn chơi cho đội tuyển Thái Lan và từng giành rất nhiều danh hiệu cùng với tôi. Có một vấn đề là cậu ấy ít khi được thi đấu tại nước ngoài." Đó là những gì mà huấn luyện trưởng của câu lạc bộ Gia Lai có bình luận. Và khả năng Kawin đến câu lạc bộ Gia Lai ở đầu mùa giải năm 2022 có lẽ vẫn chưa thành hiện thực. Do vậy, huấn luyện viên Kitasak vẫn khẳng định rằng vẫn đang rất quyết tâm để chiêu mộ thủ môn 31 tuổi. Hiện tại thì ở câu lạc bộ Gia Lai có 3 thủ môn, đó là Huỳnh Tuấn Linh, Trần Bửu Ngọc và Lê Văn Trường. Đội bóng Phú Núi cũng đã vừa gia hạn 3 năm với thủ môn Tuấn Linh. Còn với những thủ môn còn lại, rõ ràng trong thời gian vừa qua tại giai đoạn 1 của V-League 2021 thì những cầu thủ còn lại ngoài Tuấn Linh ra thì cũng rất ít có cơ hội để bắt chính. Bởi có lẽ rằng với những gì mà Huỳnh Tuấn Linh thể hiện thì những cầu thủ như Bửu Ngọc hay Lê Văn Trường rất khó để có suất để cạnh tranh với thủ môn này. Và việc nếu câu lạc bộ Gia Lai có được thủ môn của đội tuyển Thái Lan, dù rằng hiện nay cũng khá nhiều tuổi rồi, nhưng với đẳng cấp và kinh nghiệm của cầu thủ này thì rõ ràng cũng mang đến sự yên tâm lớn dành cho các cổ động viên của Gia Lai khi mà mùa giải năm nay họ sẽ phải tham dự rất nhiều đấu trường, đó chính là thêm đấu trường AFC Champions League, đấu trường danh giá nhất cấp câu lạc bộ tại châu Á, đúng không ạ? Và quý vị và bạn nhận xét như nào về bản hợp đồng này? Nó liệu rằng có thành công cho câu lạc bộ Gia Lai nếu anh ấy về thi đấu cho câu lạc bộ này hay không? Thì hãy để lại một like và ý kiến bình luận của mình ở phía dưới phần video ngày hôm nay của Tùng Đá nhé. Còn tới đây thì bản tin của Tùng Đá cũng xin được kết thúc. Xin kính chào và hẹn lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo của Tùng Đá.